Phiên bản mới lại tiếp tục chỉnh sửa tướng rồi anh em ơi. Cùng chạm game phân tích, chém gió và dự đoán tương lai có vị tướng được tăng và bị giảm tại video hôm nay. Bật mí cho anh em, toàn có vị tướng hot thôi đó. Và xem xong, anh em nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình, tránh họ thối cổ đó. Bắt đầu thôi. Chỉnh sửa Lidiana, ngày này cũng phải tới. Cái ngày mà Lily bị giảm sức mạnh, ai bảo cô nàng đang thể hiện bản thân quá toàn diện ở đường mid và không ngắn lối điều Tulen đâu. Lý do cực kỳ dễ kiếm đúng không? Hiện tại ở bên ranh đài, Lidiana đang là top 1 pháp sư được pick nhiều nhất với 28,5% và tỷ thắng không hề thấp nha, 51%. Và trong giải đấu trang vọng ở bản Việt mình thì đang đứng trong top 10 tổng tướng với 74 lần được lựa chọn. Và cha anh em đều biết những Marit hay là Fit đánh con bài Lidiana nó gánh team khủng khiếp ra sao rồi. Biến pha né chiều quá là ảo diệu và khó chịu. Nói vui thì Flash hay hiện tại là FPT là đội ôm hận với con Lily của Marit nhiều nhất ở tại đấu trang vọng này. Và hiện tại ở mấy chủ thực nghiệm, Lily nối bước những vị tướng như Lorion, Tachi, Zan. Khi bị tước đi khả năng không thể bị chọn là mục tiêu, cụ thể thì trong quá trình sử dụng chiêu cuối, Lily sẽ không còn không bị chọn là mục tiêu, thay vào đó là bảo hộ ngắt chiêu như là chiêu cuối của Zephyr và 50% miếng thương. Dễ hiểu thì Lily biến ảnh hoán hình sẽ không còn né sát thương và né hiệu ứng khống chế trong quá trình biến từ cáo sang người hoặc là từ người sang cáo, và hoàn toàn thể bị bay màu nếu chịu quá nhiều sát thương, hoặc là khưng lại sau khi dùng chiêu và bị ăn hiệu ứng khống chế khi anh em đang biến thân. Thực sự đây là một tin sốc dành cho anh em fan của Lily. Và một tin vui dành cho các đối thủ cô nàng như là Tulen, Vera hay là Ngộ Không, và giúp cho bọn này có thể củ hành Lily dễ dàng hơn. Bởi rõ ràng nha, 50% miếng thương nói là trâu, ừ thì trâu thật, nhưng nếu so với không bị chọn mục tiêu, nó chỉ là một con số mà thôi. Chưa kể việc chỉ là bảo hộ ngắt chiêu chứ không phải là miếng khống chế, càng khiến cho Lidiana trở nên dễ bị tổn thương hơn. Cú giảm sức mạnh này sẽ khiến khả năng ao nhây của Lily bị giảm đi rất nhiều, và buộc chúng ta chơi Lidiana phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Những cái món đồ kiểu semi nhà mặt nạ Berit, băng nhấn Skadi, thậm chí là Holy Troy, chúng ta sẽ thấy Lily lên nhiều hơn ở trong giải đấu nếu áp dụng chỉnh sửa như vậy lên bản chính. Vì ở hiện tại nhá, Lily mặt nạ Berit cũng đang dần phổ biến rồi. Anh em có suy nghĩ ra sao về cú giảm sức mạnh này? Liệu cú giảm sức mạnh này có khiến cho Lily bị phế và mất đi top 1 pháp sư toàn diện nhất hiện tại? Với cá nhân trải game nhá, nếu sửa vậy chắc nhiều anh em sẽ quay xe, không còn chơi nhiều Lily nữa đâu. Còn ở giải đấu, chắc chắn sự ưu tiên dành cho Lily sẽ bị giảm đi rất là nhiều, vì ngoài Lily chúng ta còn rất là nhiều sự chọn tuyệt vời khác. Chỉnh sửa Triệu Vân. Có thể nói Vân Ca là sự thay đổi thành công nhất của đội ngũ chỉnh sửa trong năm 2024. Bởi từ sau khi được làm lại ở bản cập nhật bổ sung lần 1 phiên bản mùa S1 2024 ngày 6 tháng 2, Vân Ca đã lột xác hoàn toàn khi mà ở giải xuất hiện thường xuyên hơn. Và ở đấu trang vọng, Vân Ca được pick tới 42 lần, đứng top 27 trong tổng số tất cả vị tướng được chơi tại giải. Trong khi ở rank, cả bảng xếp hạng Đài và Việt, Vân Ca đều là top 1 tỉa chọn đấu sĩ. Và bên Đài nha, top 2 tỉa thắng luôn cơ mà. Nên việc giảm sức mạnh Vân Ca là điều quá dễ hiểu. Ở lần hiệu chỉnh sức mạnh này tại mấy chủ đường nghiệm nhắm vào chiêu cuối của hắn ta, nhưng không phải là cái vấn đề sát thương hay là hồi chiêu, mà là thời gian hất tung kẻ địch. Dễ hiểu là khống chế từ hất tung 0,75 giây giờ chỉ còn 0,25 giây. Cái này nếu mà kẻ địch lên thêm quả dây kim cương thì gần như, nghe kỹ nhá, gần như không bị hất tung luôn. Tuy nhiên, dù chỉ cần 0,001 giây bị hất tung, Vân Ca vẫn có thể kích được trói buộc và khống chế kẻ địch thời gian siêu ngắn, và vẫn có thể gây sát thương ngon các bạn nhé. Đồng thời vẫn làm chậm kẻ địch 30% trong 3 giây. Dù vậy ảnh hưởng vẫn là có, hay đúng hơn là Vân Ca bổ chiếc cuối ở mấy con có kỹ năng cơ động hoặc đơn giản là có tốc biến, và kể cả là tụi nó không lên giày kim cương các bạn nhé, thì bọn nó vẫn có khả năng đào tẩu dễ dàng vì chiếc cuối chỉ có 0,25 giây hất tung thôi. Không bó bèn ở đâu anh em ơi, hất có tí xíu à. Khá chắc cú giảm này nếu được áp dụng lên bản chính sẽ khiến cho tỉa thắng cũng như là tỉ chọn của Vân Ca bị ảnh hưởng rất lớn, và đồng dạng ở trong giải đấu Vân Ca sẽ ít được lựa chọn hơn. Bạn nghĩ sao về cú giảm sức mạnh này của Triệu Vân? Liệu Vân Ca từ đỉnh rớt lại chuồng gai không? Trạm game chờ đọc ý kiến của bạn dưới video. Chỉnh sửa Tulen. Tại sao phải làm vua trong khi ta có thể làm thần? Nhận thấy Tulen ở ranh đài đang có một tỷ thắng hơi thấp, chỉ có 49,51%, mà trong giải Việt mình nha, Tulen không phải là dạng pháp sư hot, khi ở giải đấu trang vọng chỉ có 14 lần được chọn mà thôi, trong khi ở giải đã trải qua tất cả 269 game ở vòng bảng. Vậy nên đội ngũ chỉnh sửa phải búp ngay cho con cưng Tulen. Tuy không phải là về khía cạnh sát thương hay là hồi chiêu, nhưng với việc tăng thêm 1m tầm của chiêu 1 cũng giúp ích cho Tulen rất là lớn trong việc gây sát thương. Tầm chiêu được tăng từ 9m lên 10m. Dành cho anh em nào đang tò mò, 1m tăng thêm liệu có thực sự tạo ra sự khác biệt hay không, thì câu trả lời là có nha. Khi mà sau chỉnh sửa, Tulen có thể đứng ở bờ sông bên này, ném chiêu qua bờ sông bên kia trúng kẻ địch một cách dễ dàng, giúp cho việc gây sát thương trở nên an toàn hơn. Đặc biệt là khi cần ép trụ, muốn cấu đỉa tuyến sau kẻ địch lại càng tuyệt vời. Anh em chắc biết đó, việc xạ cũng có khả năng tăng tầm đánh khiến trang bị này siêu hot. Hay là Phoenix cũng là một trường hợp được tăng tầm đánh khiến vị tướng này đang rất hot ở giải đấu. Thì Tulen tăng tầm chiêu, nó lại quá tuyệt vời. Đặc biệt là khả năng trích bụi nha, giúp Tulen an toàn hơn khi di chuyển. Anh em nghĩ sao về cú chỉnh sửa này? Liệu với cú chỉnh sửa này, Tulen có hot trở lại ở giải và vươn lên tier 1 hay không? Hãy comment dưới video nhé. Với cá nhân trải game,
Cú búp này là dù không quá nhiều nhưng đã đánh trúng vào yếu điểm của Tulen, đó chính là tầm chiêu, nên chắc chắn Tulen sẽ được chọn nhiều hơn ở cả rank và giải đấu thôi, đặc biệt là ở rank đơn, một môi trường mà Tulen vẫn đang thể hiện một sức mạnh khủng khiếp. Chỉnh sửa Dirac, mặc dù tỉa chọn không quá cao, nhưng việc Dirac đứng top 1 tỉa thắng bảng xếp hạng pháp sư ở bên đài với 54.58% thì chúng ta cũng hiểu lý do vì sao Dirac bị giảm sức mạnh. Ở giải, Dirac không phải là vị tướng thường xuyên được xuất hiện đâu, hay chính xác đó là hai giai đoạn vòng bảng của đấu trường vọng 2024, Dirac không được chơi bất kỳ một game đấu nào. Và cú chỉnh sửa giảm sức mạnh này đánh thẳng vào khả năng khó chịu nhất của Dirac, đó là lô cốt tử quang. Lý do đơn giản thôi, Dirac thích băng trụ lắm đúng không? Dám coi thường trụ đúng không Dirac? Chính thức xóa khả năng chặn sát thương từ trụ và tế đàn của Dirac khi anh ta dựng khiên ra. Hay dễ hiểu nha, giờ dựng khiên trong trụ chúng ta vẫn phải chịu sát thương từ trụ như bình thường. Và tất nhiên, chịu càng nhiều phát bắn của trụ thì lại càng đau. Chỉnh sửa này chắc chắn ảnh hưởng cực kỳ lớn, không chỉ ở Dirac đâu, mà là toàn đội trong pha công trụ. Nhất là mấy pha lính còn in máu sẽ phải tính toán kỹ càng hơn nếu anh em muốn all in. Tất nhiên, cú giảm sức mạnh này ở trong tranh ở ngoài trụ nó không bị ảnh hưởng đâu, nên đến trong một pha góc hẹp, Dirac vẫn có thể tạo ra sự khác biệt với lô cốt tử quang. Cá nhân trải game khá là quan ngại về việc là Dirac liệu có thể quay trở lại nhiều hơn ở giải không nếu chỉnh sửa như vậy. Vì rõ ràng nhá, chưa bị giảm sức mạnh ở đấu trường vọng nhá, chúng ta đã không thấy sự xuất hiện của Dirac rồi. Còn ở rank, thực tế với anh em đánh one champ đấy ạ, thì vẫn pick đều. Còn lại thì chắc là khá khoai đấy, đặc biệt là mấy ông thích lăn cổ tuyết all in một đường nhá. Trước đây chúng ta có bộ đôi kết hợp với Dirac để thể lăn cổ tuyết nhanh đúng không? Thì sau này nếu bị giảm như vậy, Dirac còn đâu trụ cuối để che trụ? Quá khó đúng không? Bạn nghĩ sao về cú chỉnh sửa này của Dirac? Liệu có khi nào vài hôm nữa vô hiệu hóa luôn khả năng chặn đại lộ xe ra của Dirac chăng? Hoặc là không thể chặn được địa giam của Badum chẳng hạn? Quá là tội cho Dirac đúng không? Chỉnh sửa Tachi, đúng như Tram Game dự đoán, Tachi còn phải sửa thêm trước khi được mang lên bản chính thức. Anh em biết đó, hôm 26 tháng 4, Tachi ở máy chủ nghiệm đã có những hiệu chỉnh về mặt kỹ năng, và đến hôm 10 tháng 5 thì lại tiếp tục có những sự thay đổi khác về Tachi, và vẫn dựa trên thay đổi trước đó tại bản máy chủ nghiệm. Sự thay đổi hôm 10 tháng 5 của Tachi sẽ nhắm vào nội tại, nên Tram Game sẽ tóm tắt lại sự thay đổi chiêu 1, chiêu 2, chiêu cuối của Tachi hôm 26 tháng 4 dành cho anh em nào không còn nhớ hoặc là chưa xem nhé. Chiêu 1, tăng sang chuẩn của kỹ năng, loại bỏ tăng sát thương khi đánh thêm 3 lần đánh sau khi anh em khai mở phong ấn. Chiêu 2, giảm một chiêu những cấp độ đầu, loại bỏ khả năng giảm một chiêu khi ta chỉ đánh thường trong trạng thái đã mở phong ấn. Chiêu 3, giảm một chiêu ở 2 cấp độ đầu của kỹ năng. Ok, bây giờ chúng ta đến với sự thay đổi nội tại mới của ta chi hôm 10 tháng 5 nào. Sát thương vật lý dựa trên phần trăm máu tối đa của mục tiêu từ 4% giờ chỉ còn là 2%. Và mỗi 100 công lý cộng thêm, anh em sẽ nhận thêm 1%. Cái này Tram Game đánh giá rất là cao nhá, vì chỉ cần lên hai món đồ là đao chuồn và thương kiếm thôi ấy, ta chỉ đã có cho mình là 200 công lý cộng thêm rồi. Và nếu lên thêm cây nanh Fanny, lão tận 400 công lý cộng thêm, tương đương cộng thêm là 4%. Và tổng ta chỉ có thể gây sát thương bằng 600 máu tối đa mục tiêu nhiều nội tại. Khi có đồ, ta chỉ cùi nhất có thể gây sát thương bằng với cái lượng sát thương so với bản hiện tại nếu chỉ lên thương kiếm và đao chuồn. Còn nếu lên nanh Fanny thì tất nhiên rồi, nhiều hơn là cái chắc. Tiếp đến là cơ chế nhận lá chắn, từ công thức chỉ số cơ bản cộng phần trăm công lý chuyển thành 25% máu tối đa và mỗi 25% công lý cộng thêm tăng 1%. Cái này khá là ngon nhá, vì chúng ta lên semi, lên tank hay là lên sát thương đều có một lớp lá chắn khá là dày đó. Và nếu kết hợp cả việc thay đổi trước đó ở nội tại thì cái lối đồ semi 2 hoặc là 3 công kẹp 2 thủ thì sẽ rất là ngon. Ta chi vừa chống chịu lại có sát thương. Nhưng vẫn quên anh em nhá, thiên về cái lối đồ là nhiều công lý một chút, đặc biệt là cây nanh Fanny. Nếu lên nanh Fanny hoàn toàn để chơi một món sát thương và phun thủ luôn. Còn cái lượng hồi máu thì vẫn được giữ nguyên như thay đổi trước đó, là hồi máu giảm 5% máu đã mất thành 2% máu tối đa của Tachi nhé. Chưa hết, tốc chạy tăng thêm khi Tachi tích nội tại để mở phong ấn được gia tăng từ 50% lên 80% tốc độ chạy, ổn nhá. Với cái lượng tốc độ chạy này, Tachi mấy cái pha tích nội tại ở mục tiêu và sau đó ra đường cấu điểm với chiêu 1 là không tệ đâu. Cũng như là ném chiêu 1 vào kẻ địch, vừa làm chậm vừa tăng tốc độ chạy và thả diều truy đuổi hơi bị ngon đó. Đã thế, nội tại của Tachi còn được thêm mới, đó là khi mở phong ấn sẽ được tăng thêm 30 điểm tốc chạy trong 3 giây. Ngon luôn. Anh em vừa được tăng điểm tốc chạy lại tăng phần trăm tốc chạy. Ui, chạy bon bon luôn anh em ạ. Nhìn vào hai lần thay đổi Tachi, chúng ta thấy đó là khả năng gây sát thương và cả chống chịu đã được cải thiện khá nhiều. Tuy nhiên, việc cho hai bây giờ không có thể giảm một chiêu cũng khiến khả năng đeo bám hay là tẩu thoát Tachi khoai hơn. Dù nội tại đã búp nhiều tốc chạy, nhưng sao thể ngon bằng một lần lướt chiêu 2 vượt địa hình được đúng không? Dù vậy, chúng ta cứ phải chờ thêm xem là trong thời gian tới để xem liệu có mấy cú quay xe nào của nhà game trong việc sửa Tachi hay không. Còn anh em, bạn đánh giá sao về cú chỉnh sửa này? Hãy comment chia sẻ ngay dưới video nhé.
chỉnh sửa Aisa, tăng sức mạnh tí nị. À nhầm, Aisa yếu quá thì phải búp thôi. Nói chứ, nhà game cứ nhè tí nị mà búp, làm chảm game cùng lũ quá lũ luôn. Có một cái thú vị ở bảng xếp hạng đài thì Aisa ở ngay dưới điêu thuyền chỉ với 4.83% tỷ chọn, còn ở dài thì thôi, chúng ta khỏi cần phải tìm hiểu vì làm gì được chơi. Ở lần búp này sẽ nhắm vào nội tại của Aisa, khi điều chỉnh thời gian tí nị hồi sinh từ 10 giây xuống chỉ còn 6 giây. Thú thật với anh em, lợi thì có đấy, khi mà 1 giây cho Liên Quân, nhiều khi nó quyết định được nhiều thứ lắm anh em. Kiểu khi ép trụ chẳng hạn, việc có tí nị hồi sinh nhanh và tanh trụ cũng rất là giá trị. Nhưng đôi khi hồi sinh nhanh quá cũng chẳng vui đâu. Kiểu là kẻ địch hạ tí nị nhiều quá, lại được nhiều vàng thì sao? Nói chung là vẫn yếu thôi. Còn anh em, bạn nghĩ sao về việc búp tí nị này của Nhân Nam Game? Liệu đây có phải là một cú búp để chạy KPI? Cá nhân Chảm Game vẫn xin chê Aisa, dù là đi mid hay là đi trợ thủ, mặc dù bị tướng này ở đoạn đầu game khá là áp lực đấy, đặc biệt là khi xâm lăng rừng đối thủ. Chỉnh sửa điêu thuyền, đúng như Chảm Game dự đoán, trước khi update ở bản máy chủ chính thức, điêu thuyền có bị chỉnh sửa nhiều lần ở tại máy chủ thử nghiệm này. Nhưng thật là may khi mà lần này không phải là hủy chỉnh sửa cô nàng như mấy đợt trước, mà chỉ đơn giản là hiệu chỉnh lại thông số. Lưu ý, đây là hiệu chỉnh dựa trên phiên bản điêu thuyền đã chỉnh sửa máy chủ thử nghiệm, chứ không phải là điêu thuyền ở bản hiện tại máy chủ mặt trời đâu nhá. Nói chứ, môi tướng đeo đanh nằm ở tầm trung với một tỷ lệ chọn thấp 4.91%. Ở giải thì thôi rồi, tính tổng 3 giải Đài, Thái và Việt, tổng cộng chỉ chơi có 4 lần, thế là ngon lắm rồi đó. Tóm tắt cho anh em một chút về hiệu chỉnh của điêu thuyền nhá. Điêu thuyền mới sửa nội tại làm chậm gắt hơn, giáp ảo dày hơn, mất đi miếng khống chế. Chiêu 1 có phát quang, chiêu 2 chỉ có một lần đóng băng, chiêu cuối thể thoải mái chọn điểm ra chiêu. Và ở lần chỉnh sửa lần này, lượng máu tối đa bị giảm từ 3.358 đến 6.989, xuống hồi con 3.358 đến 6.578. Hay đúng hơn là lượng máu tăng lên cấp của điêu thuyền bị giảm đi. Điều này sẽ ảnh hưởng một chút đến khả năng chống chịu điêu thuyền đó, vì hơn 400 máu bị giảm đi cơ mà. Dù vậy, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Nội tại búa giá được điều chỉnh một chút, từ làm chậm tốc đánh 35% cộng 2% trên cấp độ chiêu, giảm xuống chỉ còn là 20% cộng 1 trên cấp độ chiêu. Nôm na là cái lượng giảm tốc đánh nó bị giảm đi một nửa so với trước đây. Từ mắc giảm 63% tốc đánh xuống bây giờ chỉ còn 34% tốc đánh mà thôi. Còn giảm tốc chạy, sát thương và độ dày lá chắn ở nội tại vẫn được giữ nguyên. Nhưng cái đáng nói là vẫn có thể cộng dồn với các trang bị khác, nên cái lượng tốc đánh giảm trong cái thời gian nó vẫn vô cùng lớn nhá. Mắc là 94% cơ mà. Nên với một điêu thuyền chơi lề lội dùng combo song khiên, khiên điện thoại và khiên truyền vẫn có thể tạo ra sự khó chịu chung. Chẳng nói đâu xa nhá, nếu điêu thuyền gặp kiểu là Hayate thì Hayate đúng khắc luôn, vì sẽ không đủ ngưỡng tốc đánh, khiến Hayate không tối ưu được cái lượng sát thương từ chiêu 1 và chiêu cuối. Cuối cùng là chiêu cuối bị hiệu chỉnh sát thương, hay chính xác là giảm toàn diện cả sát thương gốc lẫn phần trăm công phép cộng vào, dù chỉ là 3% nhưng cũng khá là đáng lưu tâm đó. Lưu ý, 3% là nếu so với điêu thuyền ở máy chuyển nghiệm, còn nếu so với bản chính thì là tận 63% bị giảm cơ mà. Dù vậy, chúng ta vẫn phải chờ thông tin chính thức lên bản chính, sau đó chúng ta mới bàn bạc ký anh em nhá. Nhưng mà chưa ra mắt đã bị giảm sức mạnh một chút là không thể vui lắm đâu. Anh em đánh giá sao về cú chỉnh sửa này? Hãy comment ngay dưới video nhá. Và TNG chỉ cần một điều, điêu thuyền không bị hủy chỉnh sửa là tuyệt vời rồi. Đó tất cả những chỉnh sửa tại phiên bản máy chuyển nghiệm lần này. Anh em đừng quên bình luận dưới video, chia sẻ những cái ý kiến cá nhân của bạn nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Và nếu thấy video có ích, đừng quên tặng TNG một like nhá. Và bấm nút đăng ký kênh để Chảm Game sớm đạt 2 triệu subscribe.